Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An có buổi làm việc tại huyện Thành Quá về khảo sát xây dựng tăng dày điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 2023-2025. Theo đó, đoàn khảo sát thực tế tại 27 hộ dân có đất ở, đất sản xuất thuộc điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới hai xã Thuận Bình và Tân Hiệp. Được biết, dự xây dựng nhà ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn này sẽ được triển khai xây dựng hoàn thành trong năm 2024 và năm 2025. Mỗi căn nhà sẽ được hỗ trợ 140 triệu đồng. Trong đó, mỗi căn bộ tư lệnh quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng và từng nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ thêm 40 triệu đồng mỗi căn.